Đây con giác tiếp cho con khúc chú ha. Này lên tiếp ông nội giác cát ha. Ông ngoại chứ. Ông ngoại. Dạ mà mất cỡ rồi hả? Giác ơi, giác mà chú quay phim ơi. Mấy ông cháu giác cát lên làm đường cho khách hành hương đi núi nè mọi người. Tum thoát. Rồi. Mọi người lớn lên giác cát nè mọi người. Đó. Giác lên chỗ cho chú hai làm nấc thang cho người ta đi núi nha mọi người. đi nặng con. Có ba ông cháu. Ba ông cháu làm lắc. Làm rai. Dạ. Cái này mình cũng không cần gấp. Mắc kẹt làm nó mới không có quét đó. Thì không có kẹt làm nó thì quét sạch bon luôn hả chú hai? Quét cho sạch sẽ rồi dọn. Cái này cũng khỏi quét. Quét cũng rụng lá xuống nữa à. Chừng nào mình làm ta chỗ này đâu có cần chán hả chú hai? Chỗ mấy cái dốc thôi ha. Dạ, chỗ nào dốc. Dốc thôi mới làm. Dạ. Chứ mấy chỗ bằng này khỏi làm. Ông quét nó cũng lá cây cũng rụng lại gan lại à. Không, mình không quét sợ là ba con rắn, con rít. Dạ, dạ, sợ đó. Dạ. Quầm liền, mà lao. Dạ. Đâu? Ngày hôm qua làm được nhiêu nấc thang chú hai? Được 10 thang. Được 10 nấc. Làm có bao nhiêu đó rồi. Dạ, yeah. Ngày 10 nấc. Chú hai giác khúc cát lên đận làm ở chảnh đó mọi người. Chú năm nay 70 tuổi mà còn khỏe lắm. Ba ông cháu giác cát lên trên chỗ mấy cái dốc đó, rồi làm nấc thang cho khách hành hương đã đi núi. Đây con giác tiếp cho con khúc chú ha. Chưa nó chạy. Đồ ăn đóng đây bắt đầu chú lấy miếng cái chú trộn vô lên đó cái làm. Ôi rồi lên mấy cái dốc hé nó đuối hai cái bắp đùi luôn á, nó cứng bắp đùi luôn á. Quá trời. Để lại quay cái mấy cái nấc thang chú làm qua cho mọi người xem. Rồi nó chưa trắng nữa. Nghĩa đang chỗ này là cái cua dốc nha mọi người. Nếu mà không có nấc thang này đi mệt lắm. Nên chú làm cho mọi người đi nè. Ôi mù trển luôn. Cái dốc quá cứ cái dốc luôn. Hay nhờ có nấc thang đi cũng khỏe. Chú gạch cho nó nhám luôn. Ngày hôm qua chú làm được 10 nấc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới đây. Ngày qua làm từ đây xuống dưới nè mọi người. Bữa nay chú chuyển cát lên thôi. Còn được bao xi măng. Chắc làm ngày mai mốt nữa. Hết. Nguyên cái dốc chỗ này, chỗ đó bể hết trơn luôn.
đây dưới còn nhiều lắm. Đây xuống đây, này xuống đây, xuống cái dốc đó, cái dốc đó dài dữ lắm luôn đó mọi người. Chỗ này thì đường đi tắt lên, vì chỗ này thì đi ít có dốc này. Có cái dốc chỗ này nè, chỗ này dài xuống tới dưới mọi người. Ồ, cái dốc sâu thẳm ở dưới luôn á. Chú nói chú sẽ làm hết luôn cho mọi người đi dễ. Thì nếu ai mà có đi lên trên núi thì gặp chú hay like làm đường thì giúp chú mỗi người 10-20 ngàn gom góp lại để chú mua xi măng đó mọi người. Xi măng với đá bụi á, đừng chú trộn hộ, đừng chú làm. Thì đồng tiền chú làm thì cũng của khách hành hương, chứ chú đâu cũng đâu chỉ chú ra sức chú làm. Chứ chú cũng bị hiện tại thì lớn tuổi rồi đâu có làm gì ra tiền. Thì mong mạnh thường quân giúp đỡ cho chú nha. Nếu còn có ai lên núi Cô Tô đường bên Điện Ngọc Hoàng đi qua, đường Điện Ngọc Hoàng đi qua Sơn Tiên đó mọi người. Cái dốc dữ dằn, cái dốc luôn mọi người. Gặp chú hai mặc đồ rằng rằng đồ lính đó, ấm ấm đó, người nhỏ nhỏ con là chú làm đường nè. Thì mọi người ủng hộ chú, thì giúp chú mỗi người 10-20 ngàn để cho chú mua xi măng và đá bụi đó, để chú làm. Này chỗ này dốc quá, đứng chú làm hên khúc rồi nè mọi người. Chú bữa hổm mình nói chú làm này mà bao lâu mới rồi chú làm, thì làm từ từ. Chú có nói luôn, chú nói đứt ruột luôn, chú là cũng trông cho rồi để thôi, chú không còn trên đời này, không biết ai làm. Chú có nói gì chứ? Thì ở đây chỉ hồi xưa thì có chú có đứa con đi làm tiếp chú, mà đứa con chú đã mất rồi cho nên giờ không có nhờ cậy được ai. Giờ còn có hai đứa cháu ngoại thì chú nuôi đó. Hai đứa cháu nội, đứa cháu ngoại, đứa cháu nội. Wow. Con đi nằm nghỉ nhà đi con. Dạ. Ồ, cái dốc này hết biết cái dốc luôn hả chú hai? Vậy đó, người ta chợt á, mấy năm trước người ta chợt ngờ á mới. Dạ, bị nó đóng rong á. Ừ. Đóng rong rồi chợt, không có nước thang là khó đi lắm. Rồi mấy lần trước là chú dọn không à. Dọn là cho người ta chống lỏng, cho người ta dễ đi. Dạ. Thì thấy người ta té đó mới mua xi măng làm. Thấy người ta té mới mua xi măng làm. Dạ. Tại vì quá dốc quá đứng cho nên đi lên thì đi chợt liền. Trong đóng sinh dần. Mới khách ta thấy người ta cho tiền. Dạ. Cho tiền là được tiền đó, số tiền đó mình mua mới. Đã dành ăn mới. Mà người ta cho mình, người ta là cho mình mua ăn. Dạ. Rồi mình được tiền đó mình để mới mình làm đường, mới mình ăn. Mới mua xi măng làm đường. Dạ. Mới để ăn. Dạ. Đá này ở dưới chú mua luôn hả? Mua luôn. Một bao vậy nhiêu tiền chú hai? Khối gì vừa nó chở tới cái chỗ dưới chở lên đó. Dạ. Thì nó 44 ngàn. 44 ngàn khối. 440 ngàn. 440 ngàn khối. Dạ.
Cái này mình mua ví dụ tiền chở mình không có tính đâu. Bữa giờ mấy người khanh nó lắc đầu nó nói trời ơi ông nội này được biết làm sao lại làm cho người ta đi chơi đó. Ừ vậy đó. Có phước chứ gì đâu. Này tạo cái phước đức để cho con cháu sao nhờ vậy chứ sao này chú khỏe đó. Rồi đưa con nhỏ này vác bao bự đi. Ha con vác bao bự nha. Sao hả? Con vác không nổi. Con vác bao bự đi. Cho ông ngoại vác bao nhỏ. Ông ngoại già rồi. Ha. Ý mình vô tháng 7 hả? Dạ. Tháng mấy rồi? Tháng 7 Tây. Tháng mới có tháng 6 mình à. Mới có bước đầu tháng 6 à. Rồi Tây thì 7. Dạ bữa nay 19 20 Tây tháng 7 rồi. Bữa vậy mới khách lên đông dữ lắm. Dạ. Ngày mốt lên lên hoài. Dạ. Tới tháng 7 lên hoài. Đây tới rằm tháng 7 là người ta đông dữ lắm luôn á. Yeah. Đồng tình nhét luôn á. Yeah. lên xuống con trong đứa cái sẽ chơi trong tàu mà con nói gì à, nói tiếng Việt đi, sao mày nói tiếng Khmer không à? Lúc từ giờ ấy ung giờ ấy và ăn giờ còn nữa còn giờ mai chơi chơi xuống chơi chơi tao giấc mày riêng với bộ bộ hai con đi 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 dắt cát gì gặp khỉ nữa hả? Dạ. Nó gặp là nó không sợ sao? Dạ không, nó đang ngồi ăn xoài nhìn con. Gì hả? Dạ. Hai anh em nó đuổi nữa. Dạ, dắt sáng hay gì? Dắt trưa rồi. Dắt trưa. Con nằm trong mấy cái dây trong 50 nước trong mấy câu. Sao không lại bắt nó? Con không lại bắt nó? Bắt con khỉ. Nó chạy theo hoài. Chạy mấy theo con lò nồi nó dạng lắm chú hai. Chạy theo là con nhỏ này nó có gặp khỉ. Dạ. Yeah. Lúc đó nó đi theo chú đi kiếm đồ bán. Dạ. Yeah. Gặp hoài. Gặp mấy khỉ bự không? Bự. Gặp bự, gặp khỉ bự, khỉ nhỏ luôn. Gặp mấy con khỉ. Con khỉ đi. Thì mình còn con cũng chỉ đi rồi. Không hiểu này mũi vô lắm nha. Nói gì không hiểu. Nhận vô mới đặt này nè. Đặt cho giờ được cái đó là không có nó. Cho đúng cho. Cho con. Tâm chân một cái thứ. Đây cháu ngoại của chú hai nè, nó nói tiếng Khmer không. Giấu mặt mắc cỡ gì vậy? Con trong người tay nha. Con người tay. Vậy con đâu có vô nhà? Dạ con ghé đó, cái không có thấy ai hết trơn. Rồi cái chú ngang nhà là ổng đi lên núi rồi. Thế gì con lên đây luôn. Nói tiếng gì coi, con nói tiếng gì đi. Vậy nó vậy vợ duân. Vợ duân. Giờ thì sao Việt Nam? Âu Nam. Giờ là con không có biết nói. Con không biết nói. Nó mới nói đó. Con nói được 1 tiếng 2 tiếng nè. À. Con được 2 tiếng rồi. Con muốn tới đó. Dễ li tiền ó. Nào bày bao đi nó. Nó đó. Nó là nó. Con khó chứ. Trong lớp nó muốn ngủ quá. Muốn ngủ à? Ba bao nữa ở trễ vậy. Muốn ngủ. Con
Để mình đi nhà với bác hai đi. À, tập che thì mua ôm mà. Tập che mua ôm đê chứ. Bác hai, hai ngày bác hai đi nằm ngủ đi. À, chờ má. Đó nhà. Này có khách hành hương cái ta đi đông đông cái biết chú làm gì cái người ta người 10.000 20.000 Hùng lại đưa cho chú mua xi măng rồi cũng đỡ. Không có là mới người ta biết mừng phước mới. Dạ dạ. Đoạn nào người ta biết mừng phước đó người ta cho mình. Dạ. Người ta cho mình nó được mua xi măng. Chứ mấy phái đoàn hồi sáng giờ người ta đi quay lại mà người ta không biết hả chú hai? Cái này mới mới này mấy đoàn này hồi sáng không quen. Dạ. Yeah. Cho nên người ta không biết. Nhưng mà nhìn thấy cũng cũng biết rồi sao mà không cũng biết. Bữa vậy mới nói là không biết làm phước. Cái đó cũng như vô tình thôi chứ không gì. Dòm dòm mình thôi. À. Hỏi hỏi, hỏi mình chú làm mướn ca không? Tự nhiên tôi làm cho bà con đi. Vậy rồi bỏ đi luôn. Rồi người ta hỏi vậy tiền nhà không? Cái này tiền của khách. Người ta cho tôi mớ vậy tôi ăn mớ rồi mua ba xi măng với đá bụi mớ. Mình nói vậy luôn. Nói ngay luôn á. Hồi sáng ha. Hồi sáng hả chú hai? Thì đầu tiên mới tôi xức ra. Xích ra là ba bao mà tôi làm qua Ngọc Hoàng đó, cái đó là tôi. Dạ. Dạ. Yeah. Tiền ở đây cũng có tôi vậy, nếu mà lâu lâu thì không có khách cho tiền tôi cũng xích tiền tôi ra. Làm. Mình làm có tiền đó, làm có tiền xích ra. Dạ. Yeah. Nhiều khi con nó cho lại. Dạ. Yeah. Cho người 200, 300. Dạ. Yeah. Được tiền đó mua rồi giờ chú đâu có làm mướn gì nổi nữa đâu mà làm ra tiền nữa. Làm mướn á. Làm mướn gì nữa? Người ta kêu làm cỏ. À làm cỏ, chú làm cỏ. Người lấy cái tiền làm cỏ đó mua xi măng. Dạ. Ôi ôi. Chừng nào ruộng của người ta rồi á mới lãnh tiền. Dạ. Có nhiều khi làm 2-3-4 công thì mình ăn 2 triệu 1 triệu rưỡi được tiền đó. Làm 2-3-4 công luôn. Dạ. Ôi ôi làm mình chắc đây... làm lâu lắm rồi hả chú hai? Làm bị người ta thấy mình làm nó tốt. Dạ. Rồi người ta kêu tôi không à. Chỉ dạ. Người ta làm người ta kêu tôi. Dạ. Rồi kêu người khác làm nó cao cao, nó còn gốc cao cao quá. Rồi tôi làm sạch tới đất luôn. Dạ. Rồi làm tốt sạch. Cho nên người ta thích người ta kêu chú không? Buồn ngủ rồi ngáp dữ rồi kìa. Nằm lên bao này ngủ luôn đi. Thì cũng mong con cũng mong Mạnh Thường Quân người ta coi có ai đi núi đi qua đi lại gặp chú gì cũng góp chút đỉnh cho chú để mua xi măng với cát đá. Ba ông cháu nè. Ba ông cháu vác đá hồi sáng giờ. con mắt nó liêm nhiêm. Mắt liêm nhiêm. Ở nhà cho ngủ không ngủ á. Mà lại núi rồi nó mát á. Dạ. Yeah. Mát không muốn ngủ. Này không có gió, nếu mà có gió nữa muốn ngủ. Hey, call. Hey.